kiss for you. Xin chào các bạn đã đến với channel của tôi ngày hôm nay, nơi mà các bạn thường xuyên nhận được các kiến thức bổ ích, những cơ hội đầu tư và nhiều thông tin liên quan đến thị trường bất động sản. Và như thường lệ, đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Máy múc. Sướng nhỉ, đẹp nhỉ. Giá tường thấp hết rồi đó. Giá bao nhiêu anh? Giá 3 triệu. Thổ 3 triệu không phải đẹp. Thổ cứ hết rồi. Thổ cứ hết. Sắp sửa tường. Cũng vuông vức anh nhỉ. Nhưng mà mảnh này nó chia làm cũng bảo chia 3 4 lô này. Sau cái lô này thì nó cắt giảm với đi đường dưới. Đi đường hông đây, có đường hông mà đúng không? Đường hông nhưng mà mình phải tụt lại thì nhà trong nó cũng cho đi đường trong của nhà đất là nhà trong. Ở đây nó anh có biết là thổ cư là bắt buộc phải bao nhiêu mét vuông không anh? Không, cứ bây giờ nó mới ra cái mặt là 180 mét. 180 mét thổ cư thì phải đủ 180 mét à? Ừ. Không. Có nghĩa là vừa rồi anh ấy cho những mảnh đất nó lại thế này. 100 mét không được. Không, 50 mét cũng được. Tách sổ. Tối đa phải trên 40 mét. À, tối đa thổ cư trên 40 mét đúng không? Đấy, còn vừa rồi bọn anh tách anh mua bởi vì anh anh có tách được 56-70 mét không? Có. Có à? Ừ. Anh tách được. Cái mảnh này là thổ cư hết, không có đất vừa. Đây mảnh này. Như chụp hình định vị chứ. 3 triệu mét, 600 mét. Thì cũng 600 mét à? Cũng bằng cái hồ kia. Kia tốt hơn. Thôi. Tiền 8 nhỉ? Ừ. Lô này bao nhiêu anh? Cũng 3 triệu nhưng 300 một xả, 360 nhé. 360 nhé. Tỷ 8
phải dưới góp nhiều người không tách ra được. Tám phải dưới góp ba người. Bán hết mà. Lô này đẹp thế. Bán. Không to này. Cướp gì? Lô này mua bán không? Đẹp nhỉ. À không, chia lô hết. Chia hết rồi. Ờ trong chia rồi kìa. Nó thế nào? Lô này cũng phải 200 mét này nhỉ. Vậy là 4 lô. Lô này 300 mét đấy, hơn 300 mét đấy. Mua lô ngoài kia kìa. Ông chia lô hết rồi nhỉ. Lô góc này đẹp anh này. Lô góc này đẹp nhất này. Lô mình đang đứng này nhất. Nói chung ở đây chỉ để là ở đây như còn quan sát này. Đây làm chia lô như này anh còn. Cũng chia lô hết rồi nhỉ. Cái gạch nó lâu. Gạch cũ này. Nhưng ở đây họ không bán đúng không? Nhà đầu bán ở đây họ đi. Có bán không anh? Có. Nhà đầu tư lớn ở đây. Biết đầu tư lớn chưa? Làm bài bản hết rồi nhà đầu tư. Bài phòng xe lên này. Anh ơi, chỗ này là bao nhiêu? Đây ra đi xuống dưới kia ở nó khoáng hơn cả. Đây. Đây. Kiếm vài cái Google Maps đi. Phải bấm Google Maps quá, không nhớ được. Đây thổ cư hết. Ôi, ở đây có cái sông à? Không phải cái sông ruộng, nó sâu sâu rồi này. Mảnh này dưới còn có cái ao nhưng mà cũng không ai che được, xây cái nhà thoáng mát đúng không? Mảnh mình được hướng đông nam này. Đất vẹo vỏ đó. Vẹo là đây có cái mương đổ. Tính ngay lên mảnh này. Đây đất đây. Ở đây chúng ta chuyển vào nơi đất ở đây.
Lô này bao nhiêu anh? Lô này này. Lô này từ mấy năm nay giá nó đều đều 3 triệu vậy ạ? Không. Đều bao nhiêu? Lúc ý sốt là bảy tám triệu. Sốt là 50 triệu. Bao nhiêu? 2010 ạ? 7 triệu. Bây giờ là nó quay lại cái chỗ này bây giờ bao nhiêu anh? Sạch lái xe ạ. Lái xe bằng mấy cây? Mấy cây thôi, chỉ độ cây rưỡi thôi. Xe này xuôi Hà Nội. Em như hôm nay nó đi đang ở bên Hàn Hàn người ta nhỉ. Vâng. Mấy trường sách lái xe. Mày về đây. Về đây ở sướng phết đấy. 3 triệu. Nghìn mét cá mẹ cá ao. Quần là câu cá thế. Anh nào đó? Anh khi bây giờ đất chỗ nhà ông Bảo ấy, em định hỏi ông Bảo em có cái nhưng mà ông không có nhà. Mặt cửa vẫn mở em có được không? Đất. Ông nào ông nhìn. Đất cạnh ấy, đất nhà ông Bảo cũ ấy. Có ngó được không? Có ngó được không? Có dự án gì đây mà nó phân lô ra. Đâu mở cổng đó. Nhưng mà diện tích bao nhiêu anh? Có dự án này. Không phải là vài khu công nghiệp đây nhỉ? Trước ở đây 400 bao nhiêu ấy, mét diện tích bề đỏ. Vâng. Còn rộng là hơn 20 mấy mét ạ. Vâng. Được chưa? Còn đâu là đất vườn. Lô này là 400 mét thổ cư hả anh? Gần 500 mét thổ cư. Mà bây giờ giá là 3 triệu mét à? 3 triệu em đi dọc xuống dưới này có một cái A. Không, nhưng mà 3 triệu là tính cả chỉ thổ cư đấy chứ. Còn lại là... Mua đất thổ cư thôi. Vâng. Mua đất. Sau đất kia vào. Lại nó thật giá. Đi thẳng dưới này có một cái A. Có ngoài đấy là có hồ luôn. Vâng. Ngày xưa là họ mua 90 triệu cơ. Bị sốt. Thế này bị sốt à? Ngày xưa nó sốt thì lý do là nó quy hoạch cắt trường đại học về đây. Ừ. Xong rồi cuối cùng thì trả trường nào về. Bởi vì lực của xã sốt mình đấy. Vài con
áp bộ. Có mấy trăm mét rộng chưa? Em mình rộng mà. Hơn 1000 mét. Ừ. Áp bộ ở đây thì đẹp. Toàn. Xìa 1-9-10 mét, giờ bán 3 mét, 3 triệu một mét. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem cái video này. Bạn đừng quên bấm cái nút like. Và các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để thường xuyên nhận được các kiến thức, thông tin và cơ hội đầu tư bất động sản mới nhất. Tạm biệt các bạn.